Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evodev của mình. Rồi, trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ nói về vấn đề là những cái lỗi mà những người mới, tức là video này mình làm cho những bạn mới học ha, là những cái lỗi mà những người mới hay gặp nhất. Thì trong video này mình sẽ tổng hợp lại những cái lỗi đó để các bạn coi xong video này thì các bạn sẽ không bị gặp những cái lỗi đó nữa ha. Những cái lỗi đó rất là ngớ ngẩn, những người mới gặp hay mới học á rất là hay gặp, nên là video này mình sẽ nói đến những cái vấn đề đó ha. Rồi, thì đây là một file HTML bình thường không có gì cả và mình mở lên chỗ ROM như sau. Thì á, người mới làm á ha, hay gặp một cái vấn đề là như thế này. Ví dụ các bạn vào mình để mình mở cái file đó ra đã. Ví dụ file này đi. Rồi các bạn code một cái boss đi ha, các bạn có một cái boss như thế này. Bosses. Đó. Các bạn code như thế này đúng không? Rồi ở trong này á, các bạn lại code bosses width 200 hay 200 background color. Đấy. Các bạn lưu lại rồi các bạn ra ngoài web mở lên. Các bạn reload lại, ủa sao không có? Rồi F12 các kiểu không thấy gì hết. Các bạn hỏi ủa tại sao em làm giống video mà em làm giống trên mạng mà tại sao lại không có? À thì đây là cái lỗi ngớ ngẩn đầu tiên. Đó chính là các bạn code trong CSS nhưng mà các bạn chưa chèn vào bên trong HTML. Đó, đó chính là cái lỗi đầu tiên. Thì ở đây các bạn phải chèn vào ha. Thì mình có để sẵn cho các bạn này, đó đây, rồi mở ra như vậy, các bạn phải chèn vào cho đúng. Thì lúc này các bạn mới thấy có kết quả. Đó, đó là cái lỗi đầu tiên mà các bạn cần tránh. Phải khi các bạn có sẽ thì các bạn phải chèn vào bên trong cái đã. Đó là cái lỗi đầu tiên. Cái lỗi thứ hai á, đó chính là khi các bạn dùng thằng reset CSS. Các bạn dùng thằng reset CSS. Các bạn để sai thứ tự. Sau đây các bạn nha. Các bạn để sai thứ tự, để sai thứ tự là như thế nào? Các bạn sử dụng CSS reset ở trên mạng đúng không? Của MesoWeb. Nhưng mà các bạn để sai thứ tự, các bạn để nó ở nằm ở dưới này. Thì các bạn biết đó, khi mà chúng ta học về độ đầu tiên thì khi nó chạy từ trên xuống dưới đúng không? Đó, thì gặp đoạn code sau này, phía sau thằng này nằm trước này, thằng này chạy trước này chạy sau thì thằng chạy sau nó sẽ ưu tiên hơn nếu có những đoạn code giống nhau. Ví dụ ở thằng reset á, các bạn sẽ thấy là những cái thiết lập mặc định giống như là thằng nap đi, hay là section display của nó là block. À, bây giờ mình code một cái là section code lorem như thế này. Thì các bạn sẽ thấy cái chữ lorem đây bởi vì nó đang là display block từ reset đúng không? Nhưng mình ở trong cái app á, ở trong cái app mình code là section display là none, là mình muốn ẩn nó đi. Nhưng ở ngoài đây nó vẫn hiện. Đó, thì các bạn hỏi ủa, anh ơi sao kỳ vậy ta? Em code display none mà sao nó vẫn hiện ở đây? À, rồi các bạn mở web lên các bạn inspect nó lên đúng không? Các bạn lại thấy nó ủa nó đít lên lắp này kỳ vậy ta, mình cứ mình code đít lên đây rồi mà à, các bạn code đít lên đây này cái này các bạn lại hỏi ủa tại sao nó lại bị gạch ngang vậy anh à, thì lúc này các bạn phải hiểu về độ ưu tiên à, thì reset sẽ đấy khi này độ ưu tiên mình có nói là nó chạy từ trên xuống dưới đúng không, thì đoạn code nào nằm sau mà giống á thì nó sẽ ưu tiên đoạn code đó hơn. Ví dụ ở đây thì thằng reset nằm sau và reset nó cũng có là thằng section là đít lên lắp, thằng app á, là đít lên section đít lên none nhưng nó nằm trước thì thằng reset nó nằm sau thì nó sẽ đè. Cho nên lúc này các bạn phải để đúng thứ tự là reset phải nằm phía trên như thế này. Sau đây các bạn nha, ở đây có tiếng chó sủa thì hơi ồn, nếu mà các bạn nghe thì thông cảm cho mình nhé. Rồi mình tiếp tục. Đó thì đây các bạn phải nhớ reset CSS phải nằm ở trên và đoạn code main code của các bạn phải nằm ở dưới thì lúc này các bạn sẽ không bị lỗi đó nữa. Và lúc này cái section của bạn sẽ là ẩn được. Đó, các bạn sẽ thấy display là none. Nó sẽ đè lên cái mặc định là reset ở đây. Được chưa? Đó là cái lỗi thứ hai về độ ưu tiên khi mà dùng CSS khi code hai người mới hay rất là hay gặp. Cái thứ ba đó chính là khi mà các bạn sử dụng những cái icon như là form awesome hay là Ionicons như thế này. Đó, các bạn gõ giống mình nhưng không ra, có nghĩa là các bạn quên chèn thư viện ha, các bạn phải lưu ý. Đó, giả sử ở đây là Ionicon thì mình chèn thư viện này. Còn nếu dùng form awesome thì mình sẽ dùng là form awesome.min.cs 4.7.0 ở trên mạng kiểu như thế. Rồi cái phông chữ các bạn rất là xấu thì các bạn phải lưu ý là các bạn có thể là chưa chèn phông. Thì ở đây mình lấy phông từ Google phông chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đó, đó là những cái lỗi tuy sơ đẳng thôi nhưng mà nhiều bạn làm rất là hay gặp. Rồi một cái lỗi nữa đó chính là chèn hình. À, các bạn phải nhớ cấu trúc đường dẫn ha. Nếu mà cung cấp ha, mình ghi đây cho các bạn. Nếu mà cung cấp á thì nó sẽ là chấm chấm xịt nha. Còn nếu mà khác ngoài ngoài cấp á thì nó sẽ là chấm chấm xịt. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn. Ở đây mình có một thư mục á là image là chứa cái hình là img chính như thế này. Đó. Mình muốn hiển thị nó ra ngoài đúng không? Thì bình thường á các bạn sẽ làm như thế này. Img. Rồi. Xiệt image xiệt img chính chấm png như thế này
À quên, HTML đúng không? Đúng rồi, thì các bạn sẽ làm như thế này đúng không? Rồi lắc lại nha, à, I am zero. Để mình mở thử nha, xem nó bị lỗi gì trong hiện. Image Symbol guide, symbol guide. Ở đây là thư mục này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không hiện. Tại vì ở đây ha, các bạn ở đây mình có rất là nhiều thư mục. Thì các lúc này có thể các bạn sẽ gọi là select symbol guide select image thì nó mới hiện. Thế giờ các bạn thấy không? Các bạn sẽ thấy nè. Lúc này nó mới hiện. Có nghĩa là lúc này cái file này index.html nó nằm cùng cấp với thư mục image đúng không? Nhưng mà các bạn gõ select image, đó những bạn mới gặp á, là hay làm select image như thế này. Thì các bạn sẽ thấy á, nó sẽ không hiện. Bởi vì sao ha? Bởi vì trong trường hợp này á, là ở đây có rất là nhiều thư mục. Thì nó sẽ hiểu select image là thư mục image nó sẽ nằm ngoài cùng chứ không phải nằm trong thư mục này. Cho nên á, các bạn thấy á, là mình sẽ vẽ thêm cái thư mục cha của nó là thư mục symbol guide vào thì nó mới hiện. Đó, thì có thể các bạn sẽ thấy nó hiện như vậy. Nhưng khi mà các bạn build lên web, ví dụ các bạn build lên trang này ha. Đó, ví dụ các bạn build lên web như thế này thì lúc này nó sẽ không hiện. À, các bạn phải lưu ý cho mình. Lúc này các bạn thấy không? Các bạn phải gõ thêm là symbol guide rất là mất. Các bạn hãy nhớ được cái thư mục này không cần. Các bạn sử dụng cho mình giống cú pháp mà mình chỉ ở đây. Cung cấp này, bây giờ cái file index.html và thư mục image là nằm cung cấp với nhau thì chỉ cần đơn giản là chấm xịt thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó thì vẫn hiện như bình thường, không có khác gì khi nãy cả. Đó, thấy chưa? Chấm xịt cho mình ha. Thì nó sẽ truy cập vào chấm xịt là thư mục hiện tại. À, thư mục hiện tại này vào image và vào cái file này. Để mình demo cho các bạn nha, cái web này là trực tiếp này, mình làm rồi. Thì đường dẫn các bạn thấy nè, mình để là chấm xịt image này, thấy chưa? Bây giờ mình bỏ dấu chấm đi nha. Mình bỏ dấu chấm đi. Để dấu xịt thôi. Rồi, chờ tí nữa. Đó, thấy các bạn thấy không? Mất luôn. Đó là lý do mà khi các bạn upload lên mạng, các bạn kêu ủa anh ơi xem để ở dưới local nó chạy đúng lắc hay là đúng mà tại sao đưa lên mạng nó lại không không hiển thị. Thì các bạn phải lưu ý cho mình nha, phải có dấu chấm phía trước nếu mà cung cấp. Đó. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi code CSS, ví dụ các bạn có một cái mình đánh đi nhá. Mình có một cái background đi ha, một cái div là background. Đó, rồi các bạn code CSS cho nó chấm background. Rồi các bạn không hiển thị background được là các bạn thiếu width hay nha, tại vì background thì phải có độ rộng và chiều cao thì nó mới hiện được. Đây mình để width là full nha. Hay khoảng chừng 400 thì ví dụ như vậy. Nhưng mình dùng background image UL đúng không? Đó, thì lúc này các bạn phải nhớ này cái file mình đang code là file app.css và cái thứ hình mình muốn là nằm ở thư mục image. Thì cái image này nó nằm ở ngoài. Và image này nó sẽ nằm cung cấp với thư mục CSS ha, chứ không phải cung cấp với file này nằm bên trong rồi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là image nó sẽ nằm ở bên ngoài. Cho nên lúc này mình phải dùng là chấm chấm xịt nha, chấm chấm xịt. Đó, lúc này các bạn sẽ thấy Visual Code nó sẽ gửi cho các bạn và các bạn sẽ chọn thư mục các bạn muốn image, chọn cái hình các bạn muốn. Đây. Đó, lúc này thì các bạn mới được kết quả mà các bạn muốn ở đây. Đó, ví dụ như vậy. Đó là về đường dẫn thôi, những cái cơ bản như vậy mình cần phải nắm để khỏi bị lỗi về sau ha, đặc biệt là những người mới, những bạn mới hay rất là hay bị. Đó, thì đó chính là bốn cái mình vừa mới nói, đó chính nhất. Thứ nhất á là quên chèn CSS vào file này. Cái thứ hai á là để sai thứ tự này. Đó, cái thứ ba nữa là những cái icon hay là phông gì đó chưa có chèn mà sử dụng không được á, đó là vì chưa có chèn. Cái thứ tư á đó chính là đường dẫn cung cấp và ngoài cấp phải nhớ nha. Rồi, một cái nữa cũng giống cái vấn đề khi nãy, đó chính là khi mà các bạn chèn thư viện từ bên ngoài vào, ví dụ các bạn chèn phong awesome. Ví dụ các bạn chèn phong awesome đây ha, hoặc là bootstrap chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì các bạn phải nhớ ha, nó phải nằm ở trên, nó sẽ nằm sau reset là được, nó sẽ nằm ở chỗ này. Và cái app này nó phải nằm ở sau cùng để làm gì để nó đè lên những cái đó. Ví dụ các bạn dùng bootstrap á, các bạn muốn đè lên bootstrap đúng không, thì cái đoạn code của các bạn phải nằm ở phía sau. Phải nằm ở phía sau ở như thế này để lúc này khi các bạn code ở đây thì các bạn có thể đè được bootstrap mà không cần phải dùng important. Còn nếu các bạn để sai thứ tự, ví dụ mình giả sử đây là bootstrap nha, mà các bạn để cái này ở trên này á, lúc này bootstrap nó sẽ đè vào hết trong những cái trong này nếu trùng class kiểu như vậy. Và lúc này các bạn sẽ đè không được, các bạn phải dùng important. Mà dùng important á thì code rất là xấu, không có cái link code chút nào cả. Đó. Thì đó là những cái lưu ý ha. Rồi. Một cái nữa, cái này mình có nói trong nhiều video rồi, nhưng mà ở đây mình nói luôn cho các bạn ha. Là khi mà người mới thì các bạn nên cài cái extension là Prettier ha nha. Prettier giúp mình. Mình đã nói rất là nhiều video rồi, Prettier. Cài xong nha. Sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn phải bấm cái bánh răng này và bấm vào setting cho mình ha. Các bạn search là format on save
à, format on save và tích vào để làm gì, mỗi khi mà các bạn gõ code xong các bạn lưu á thì nó tự động format cho các bạn rất là đẹp nha. Rồi nếu mà chữ nó dài quá thì các bạn sẽ thấy chữ nó rớt này, thì đó mình cũng chỉ cho các bạn luôn. Bấm vào setting này, à, bấm setting này ha, gõ vào WordPress cho mình, WordPress, và chỗ này các bạn để editor này, WordPress các bạn để on ha, column các bạn để 100, đó, ở đây các bạn để 102 là được. Đó, đó là những cái cơ bản nhất mà một người mới hay gặp và dễ bị mắc lỗi. Thì mình làm cái video này tổng hợp lại những trường hợp đó thôi. Thì nếu sau này có cái gì thêm thì mình sẽ bổ sung thêm cho các bạn nha. Còn video này chỉ đơn giản ngắn gọn vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video chia sẻ bước tiếp theo trên channel của mình nha.